Cô chú anh chị quay trở lại với Thảo Dung Toyota Tân Cảng. Và hôm nay Dung sẽ gửi đến cô chú anh chị một mẫu xe mà bữa giờ rất là nhiều cô chú anh chị khách hàng hỏi luôn. Bởi vì một chiếc xe rộng rãi, bền bỉ mà mức giá tầm đời này thì sẽ vô cùng hợp lý luôn. Innova E nha cô chú anh chị, 2017, hai form mới nè, màu đồng ánh kim. Bên Dung mới vừa về, chưa làm, chưa dọn gì hết, mới kiểm tra 176 hạng mục thôi nha cô chú anh chị. Và phải quay ngay, ở khu vực này nó hơi ồn nhưng mà phải quay ngay cho cô chú anh chị thôi. Bởi vì chiếc xe này 2017 nhưng chất xe cực kỳ đẹp luôn, đi mới có 79.000 cây, 2017 biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Bây giờ mời cô chú anh chị đánh giá qua một vòng ha. Trước tiên để mình xem qua màu sơn, form xe rồi như thế nào. Form Innova thì nó quá quen thuộc rồi, nhưng mà mình xem qua cái nước sơn này, màu đồng ánh kim thì hiện trạng về đánh dấu thì cũng thấy là có trầy xước cũng bên ngoài thôi đó, chứ chất xe thì còn rất là đẹp. Mà sơn này thì bên Dung sẽ sơn lại, sơn trong hãng cho mình luôn, cho nên là cô chú anh chị mình yên tâm, không có phải lo nha. Lúc nhận xe là xe đẹp len keng thôi. Còn lát nữa mở ra một cái khoang nội thất, cô chú anh chị sẽ cực kỳ hài lòng. Bởi vì 2017 đến giờ mà khoang nội thất như thế này là khá là hiếm luôn á cô chú anh chị, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ xem vào chi tiết nha. Đây là cụm đèn nè cô chú anh chị ha, thiết kế quen thuộc ha, đèn vẫn còn trong đó, nguyên zin. Ga lăng nè, chỉ có đậu là bụi bẩn thôi, chứ chất vẫn liền và thẳng tắp nha. Thêm một quả biển số thành phố Hồ Chí Minh nữa. Cô chú anh chị nào ở thành phố giữ lại biển này đi luôn, mình tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Đó. Phụ kiện bên ngoài thì cũng trang bị đầy đủ hết rồi. Nè, những chỗ nào sơn lại bên Dung sẽ có đánh dấu và xử lý cho mình. Đó. Chỉ có chạy xước bên ngoài thôi, xe đi thành phố mà. Vết xước bên ngoài thì không có là vấn đề gì hết. Quan trọng là cái chất xe còn rất là đẹp. Và lát nữa cô chú anh chị xem cái khoang nội thất được giữ gìn rất là kỹ luôn. Đây mình xem qua một chút cái phần, cái đường dập nổ quanh thân xe được cô chú nhìn xem nè, còn thẳng tắp luôn ha, màu sơn còn nguyên cũng khá là nhiều. Và đây là cái vỏ nè, vẫn còn rất là ổn luôn. Mình treo phía bên trong ha, hệ thống bên trong gầm bệ là còn ngon lành nha cô chú anh chị, xe chính hãng. Bên ngoài thì có chén cửa nè, dán phim với lại che mưa đó, phụ kiện cơ bản nó đầy đủ rồi. Và bây giờ mình xem qua cái phần nội thất nè. Thật sự lúc mà 2017 về mà mở ra cái khoang nội thất như thế này là quá tuyệt vời rồi cô chú anh chị ơi. Còn đây á là keo chỉ là cam kết là còn nguyên si hết nha. Bên Dung cam kết bằng văn bản chứ không phải là nói suông. Và đây là cái khoang nội thất 2017 cô chú anh chị xem, chưa dọn hết mà nó sạch nè. Ghế da còn mới tinh. Đó. Cái ghế tài mà nó còn mới nè. Và đây cô chú anh chị xem cái phần ghế bên này ha, như mới luôn, xe này cực kỳ xịn sò luôn, mấy cái dấu son nè, sàn sạch sẽ luôn, bọc trần đó, đầu DVD, phụ kiện bên trong là Dung thấy đầy đủ hết rồi đó. Bên Dung dọn lại, tách ẩm, khử mùi, diệt khuẩn nữa là xong hết ha. Là của chú anh chị nhận xe là len keng đó, ghế da mới tinh nè, xịn sò luôn, happy còn mới nè. 2017 mà cái khoang nội thất như thế này là quá tuyệt vời rồi. Đây mình xem qua cái vỏ sau luôn. Mới tinh ha. Cái vỏ thì không có cao lắm. Nếu mà cô chú anh chị có nhu cầu thay vỏ hay như thế nào thì có thể liên hệ để Dung xin hỗ trợ cho mình phần nào đó. Rồi đây, khoang nội thất phía sau nè cô chú anh chị, bọc trần rất là sạch luôn nè. Ghế ha, ghế da, cái băng ghế da sau mới đã mà chú anh chị, nó mới tinh nè, không có tì vết gì luôn, nguyên si đó, rất là đẹp luôn. Ghế da hai màu ha, khoang nội thất rất là sạch, bên Dung chưa dọn, chưa làm gì hết mà giữ rất là kỹ luôn. Phần cửa nẻo nè cô chú anh chị xem, nó còn mới, rất là mới luôn. Và cam kết với cô chú anh chị là keo chỉ là còn nguyên si nha. Đó. Keo cửa, chỉ cửa là còn hết ha, cửa nẻo là chắc nịch, phụ kiện thì đầy đủ rồi. Nói chung là lấy về là đi thôi đó. Bên Dung làm cho thời gian để bên Dung làm marukuri lại cho mình nữa, để mình nhận xe là mình đi thôi. Đó, có những cái vết mà Dung đánh dấu để sơn rồi ha. Đèn sau nè cô chú anh chị, đây đẹp len keng. Phía sau thì mình sẽ có hai cái cảm biến lùi và một cái camera da. Còn đây là phần cốp nè, đây cô chú anh chị xem, mấy cái kèo, mấy cái chỉ của cốp á là còn y tinh hết nha. Đó, không có xi nhê gì hết trơn á, rất là đẹp luôn. Chứ không phải như một số trường hợp mà cô chú anh chị đi xe salon á, đa số nó dọn rất, mình nhìn rất là đẹp, nhưng mà khi mà mở tới phần keo chỉ động cơ là thôi lắc đầu luôn. Thật sự một ngày á, bên Dung đi xem rất là nhiều xe, đặc biệt là Innova, hiện tại là bên Dung thu vào á, là mạnh nhất thị trường đó, nên một ngày đi xem rất là nhiều xe, nhưng mà để đem về được
đại lý thì chỉ lắc nhắc thôi, không có được nhiều bởi vì xe bên ngoài nó dập rất là nhiều, hoặc là xe chạy dịch vụ, xe taxi hoàn lương đủ kiểu hết, đâm đụng ngập nước đủ kiểu hết thì rất là khó để đem về một chiếc xe đẹp nha cô chú anh chị, nên mình tranh thủ ha. Đó, cái ghế băng ghế sau nè, ngồi được ba người nha. Innova thì quá quen thuộc rồi, mà nó rộng lắm cô chú anh chị, đi Innova mà đi gia đình đó quá sướng luôn, nó rộng kinh khủng. Đây mình xem một chút phần gầm nè, vỏ sơ cua ha. Đó, hiện trạng như thế nào thì Dung quay như vậy luôn để cô chú anh chị mình dễ đánh giá và cân nhắc nha. Đó, mấy cái đòn, mấy cái thanh phía sau là còn thẳng tắp, gầm không có rỉ sét, không có một cái dấu hiệu gì hết nha, rõ ràng hết, cam kết bằng văn bản, không đâm đụng, không ngập nước, lại còn được gia hạn bảo hành nữa thì chỉ việc mua về rồi sử dụng thôi, không phải lo ngại vấn đề gì nữa đâu. 2017 mới có 79.000 cây mà Innova 2017 mà đi 79.000 cây là cũng khá là ổn rồi đó cô chú anh chị. Ở đây ha, phần ghế sau nè, chú anh chị xem nó mới tinh nè. Đó, đánh giá được cái chất xe. Mấy cái dấu son nè, keo chỉ là còn nguyên hết nha cô chú anh chị. Rất là đẹp. Đó, thật sự là chiếc xe rất là đẹp cho nên là mình quay nhanh để gửi ngay cho cô chú anh chị xem để mình quyết định nhanh ha. Đây, đóng cửa mình xem cái vỏ trước luôn nè. Đó, vỏ thì thấy có vẻ là hơi mòn đó. Còn lại thì chất xe quá ok rồi. 2017 mà 79.000 cây là quá tuyệt vời. Đây, mình xem qua keo chỉ phía bên này. Xe này bao mọi thể loại test nha cô chú anh chị. Có thầy thợ là người quen chuyên coi xe thì có thể lên xem, còn nếu như mà mình không rành về xe, không biết coi xe thì vào chính hãng mà mua thì chỉ có yên tâm thôi. Đó. Đây. Odo 79.000 cây nha cô chú anh chị. Chuẩn Odo ha. Vô lăng nè. Mới tinh nè. Đó. Bọc tay lái nè, đó cho nên đã trong mới tinh. Đầu DVD và đây mình xem cái cần số nè. Đó. Rất là xịn luôn. Hai chế độ lái, mọi thông số đều rất là ổn và thật sự chiếc xe rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chưa dọn, chưa làm gì hết, bên Dung làm lại thì nó sẽ đẹp len keng luôn. Đó. Một vòng quá anh ha. Cô chú anh chị nào đang tìm một chiếc Innova số sàn 8 chỗ, rộng rãi, tiết kiệm đi gia đình hoặc là chạy dịch vụ, siêu tiết kiệm khi chạy dịch vụ thì đây là một mẫu xe rất là đáng để mình cân nhắc nha cô chú anh chị. 535 triệu Innova E 2017 biển số thành phố Hồ Chí Minh, 79.000 cây, chính hãng Toyota Tân Cảng, cam kết và bảo hành nên hoàn toàn yên tâm sử dụng nha. Và bên Dung đang cần mua nha cô chú anh chị, xe đã qua sử dụng tất cả các hãng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thu mua tận nơi, định giá xe cũ miễn phí, nên cần tư vấn mua bán trao đổi xe nhớ gọi cho Dung số điện thoại 0888224668 để Dung có thể hỗ trợ cô chú anh chị được tận tình và nhanh chóng nhất nha. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Dung. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin cảm ơn.